Anh à, ơ sao anh lại ở đây ạ? À? Em tưởng là bây giờ anh đang đi học chứ. Này, nó chưa xin lỗi tao thì thôi, việc gì tao phải xin lỗi nó. Mà tao không mắng nó, tao mắng mày à? Vừa qua vẫn tự dưng ở đâu cái loại đàn bà tự dưng chen mồm vào mới điên à? Ơ kìa, chị. Một từ thôi. Út. À, tôi xin lỗi nhá. Cô có sao không ạ? Em không sao. Mà sao anh có vấn đề gì ạ? À, tôi chả hiểu sao xe đang đi trên đường thì bị chết máy. Mà tôi gọi đội cứu hộ mà bây giờ vẫn chưa thấy đến. Thế chắc anh đang vội à? À, tôi đang trên đường đến RKM mà xe lại chết máy giữa chừng. Bắt xe từ lúc giờ mà không có đây. RKM á? Phù hợp quá, tôi cũng đang trên đường đấy rồi, cam mời để phỏng vấn à. Hay là đi cùng tôi luôn nhá. Vậy thì có tiện cho cô không? Tiện với không tiện cái gì, anh đang vội mà, đi. À, đội cứu hộ đến rồi. Vậy thì tôi không ngại đấy nhá, cảm ơn cô. Ơ kìa, anh không ở lại thì sao họ biết anh là ai? Không sao đâu, tôi là khách quen mà. Họ nhìn biển số là họ biết thôi. Thôi mình đi thôi, cô còn phải phỏng vấn mà. Anh cầm một rồi ạ. Anh có gì dặn dò thì anh cứ nói đi ạ. Em đang nốt về điện thoại rồi. Cô Trang này, mai có buổi phỏng vấn nhân sự mới đấy. Tôi yêu cầu cô làm việc cẩn thận nhé. Ngày mai là toàn ứng với hạng A đấy nhá. Cô Trang. À, dạ vâng, anh cứ nói đi ạ. Cô làm cái gì đấy? Thì tại vì anh vừa nói em còn vừa phải ghi thì làm sao mà em nghe đi hết được ạ? Còn nữa, ngày mai có giám đốc mới đến bổ nhiệm. Cô phỏng vấn xong, xuống gặp cậu ấy nhé. Nhận chỉ thị, cũng như là báo cáo kết quả. Cô nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Thôi, tôi đi trước đây. Vâng. Hàng độc mới về, nhất định lương tháng này chị mới dinh em về mới được. Lão còn phụ dặn mình cái gì nhỉ? Chắc là bàn phỏng vấn xong đi gặp lão ấy. Chết rồi, muộn 5 phút rồi anh ạ. Không sao đâu, công ty ở phía trước rồi. Ôi, cô có sao không? Rồi, con nhà giàu rất phải ngay cùng tôi à? Vừa mới động tí mà cái ngã lăn ngã đùng ra. Mày định ăn vạ ai? Này, xe tao mày còn chưa biết trước ấy. Chứ có biết trước thì mày đền ốm tiền ra. Chị ạ. Chị cái gì? Sao? Mắt mày để dưới mũi hay sao? Không biết nhìn đường à? Không thấy người ta để xe ô tô ở đây à? Chị ơi, nhưng mà ở kia có cái biển cấm đỗ xe ở đây ạ. Tao thích đỗ ở đây đấy. Mày làm gì tao nhà mày đây à? Hả? Sổ đỏ nhà mày đâu? Mày cấm tao đỗ xe ở đây à? Tao thích thì tao đỗ đây. Này cô hơi quá đáng rồi đấy. Rõ ràng là cô mở cửa xe cô không để ý. Cô đâm phải cô gái này. Cô không một lời xin lỗi bây giờ còn cô còn trách mắng người ta à? Này, nó chưa xin lỗi tao thì thôi. Việc gì tao phải xin lỗi nó. Mà tao không mắng nó, tao mắng mày à? Vừa qua vẫn tự dưng ở đâu cái loại đàn bà tự dưng chen mồm vào mới điên à? Thôi chị ạ, em đi, không để ý, em xin lỗi. Xin lỗi là biết điều đấy. Chứ còn không ấy, mày ốm với tao đấy. À, hóa ra là nhân viên đến xin việc thôi mà. Được rồi, chúng mày sẽ phải hối hận khi làm tao khó tính. Là như nào ạ? Thôi, mình đi đi. Mời vào. Chị ạ, em xin em đến một. Cuối cùng mày cũng đã đến à? Em gửi hồ sơ. Ơ kìa, chị. Một từ thôi. Út. Cái loại như mày ấy không đủ trình độ để làm việc ở RKM.
Sao chị chưa xem hồ sơ của em mà đã vội kết luận như thế ạ? Thái độ hơn trình độ. Mà tao nói cho mày biết, là tao ghét mày đấy. Tao không thích mày làm ở đây đấy. Kìa chị, tao không muốn nhận mày đấy. Chị đường đường là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn mà lại tuyển dụng theo cách này ạ? Công tư không hề văn minh. Đây là chỗ của tao. Tao thích thì tao làm, ai nói gì được tao. Để tao nói cho mày biết, trước giờ vẫn thế. Tao ghét ai thì tao sẽ cho người đó bay màu ngay lập tức. Mày hiểu chưa? Vậy hóa ra công ty mình tuyển dụng theo cảm xúc của trưởng phòng ạ? Tôi là thất vọng khi đã ứng tuyển công ty mình. Được rồi, chào chị, tôi về. Cô ở lại đã, để tôi giải quyết. Sao? Cả mày cũng đến xin việc à? Hồ sơ đâu? Đưa đây tôi xem thể. Cô hơi quá bắt rồi đấy. Tôi không ngờ RKM lại có một người như cô đấy. Mày điếc hay sao mà đứng đấy không nghe rõ? Tao nói rồi, chỗ này là sân chơi của tao, luật của tao. Tao thích làm gì thì có trời mới cản được. Còn bây giờ ấy, cút đi. Cút đi mà tìm cái việc khác nhá. Thật là hết sức ngang ngược mà. Đã vậy ấy, tôi sẽ cho cô về nhà tìm việc mới. Cái gì? Mày đang tấu hài với tao đấy hả? Nghe cho kỹ đây này. Ở cái chỗ này này, chủ tịch RKM còn phải nể tao một vài phần đấy. Đích thân giao cho tao việc phỏng vấn ứng viên thì mày phải biết chủ tịch tin tưởng tao cỡ nào. Thế nên là một thằng nhân viên quèn như mày ấy, tóm lại cút, không tao gọi bảo vệ gô cổ mày lại đấy, tin không? Được rồi, đáng ra ngày hôm nay ấy, tôi sẽ cho cô phải hối hận vì những hành động cô làm. Nhưng mà tôi vẫn sẽ cho cô một cơ hội. Nếu như cô xin lỗi tôi và cô gái kia, tôi sẽ nể tình mà không đổi việc cô. Cái gì? Mày nói ạ, tao nghe xem nào. Hả? Thì nể tình này. Mày chơi đồ trước khi đến đây phỏng vấn à? Mày dọa ai ấy? Chứ mày đừng dọa tao. Dọa nhầm người rồi. Còn nếu như bản thân mày mà là sếp của tao ấy, thì bây giờ tao đã là mẹ chủ tịch đến nơi rồi. Cút! Cái gì? Cô nói ai là mẹ tôi cơ? Anh à, sao anh lại ở đây ạ? Em tưởng là bây giờ anh đang đi họp chứ. Tôi xuống đây xem giám đốc mới đang làm gì mà chưa lên họp. Nhưng mà thật không ngờ là đang bị trưởng phòng nhân sự làm phiền đấy. Cái gì ạ? Giám đốc mới ạ? Anh đùa em ạ? Tôi đùa cô làm gì? Cô không nhớ hôm qua tôi bảo cô gì sao? Ngày mai có giám đốc mới đến bổ nhiệm. Cô phỏng vấn xong xuống gặp cậu ấy nhé. Cô quên thế? Hả? Cái thái độ làm việc của cô ấy, tôi đã không từ lâu rồi. Nhưng mà thật không ngờ là cô lại đến nước này nữa. Thì tôi xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được. Cậu Hùng, cậu xử lý chuyện này giúp tôi nhé. Tôi lên họp trước đây. Xong việc thì lên họp. Em biết rồi. Anh Ngọc. Cô Trang. Anh ơi, em có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn. Anh mà làm được chức giám đốc thì chắc là năng lực của anh không kém gì chủ tịch là mấy anh nhỉ? Việc đó ấy, cô không cần phải quan tâm. Cô nói đúng, thái độ hơn trình độ. Nhưng mà với cái thái độ của cô ấy thì tôi không thể giữ cô lại ở RKM được. Anh ơi, tại vì là em hơi nóng nảy một tí thôi. Em mong anh bỏ qua cho em ạ. Có cái gì đâu mà anh cứ phải khắt khe với em thế. Khắt khe sao? Cô thử nghĩ xem, ai mới lười khắt khe ở đây? Khi cô gái kia đưa hồ sơ cho cô xem, cô chưa thèm xem cô đã xé rồi. Cô xem thái độ của cô như vậy thì tôi còn có thể giữ cô làm việc được không? Em xin anh cho em một cơ hội được không ạ? Một cơ hội thôi ạ. Cơ hội à? Cô nghĩ là tôi chưa cho cô hội à? Cái cơ hội mà tôi cho cô ấy, cái tôi nhận lại được là cái tát lúc nãy đấy.
những thứ mà cô làm, những thứ mà xảy ra rồi ấy, nó sẽ không quay lại được đâu. Đây cũng là bài học cho cô, bây giờ và sau này. Còn ngay ngày hôm nay ấy, xuống nhận quyết định thôi việc đi. Anh ơi, em xin anh đấy ạ. Bây giờ mà em mà nghỉ việc em thấy cái gì mà ăn được sống nữa ạ? Quá muộn rồi. Cô hãy đi ngay đi trước khi tôi gọi bảo vệ. Cô Hằng, cô vào đây đi. Hồ sơ lúc nãy đi đường, tôi đã xem qua rồi. Từ ngày mai, cô có thể đến đây làm. Ơ thật ạ? Em cảm ơn anh nhiều lắm. May quá, may em gặp được anh. Có cái gì đâu. Phải nói là may mà tôi gặp được cô ấy. Nếu không thì tôi cũng không biết được trong công ty của tôi sắp quản lý lại có một trưởng phòng như vậy. Thôi, không có gì đâu. Ngày mai ấy, sắp xếp rồi lên công ty làm việc nhá. Còn bây giờ tôi phải đi trước đây.